Chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kỹ thuật Cam Sành. Trên màn hình đây là cây cam sành đang trong cái hiện đậu trái sau khi tiến hành xử lý cây hoa bằng cái biện pháp là đậy bằng phủ. Đối với thời điểm hiện tại thì cái trái nó đang trong tình trạng đậu khoảng từ đầu đũa tới ngón tay út. Thì đây cũng là cái thời điểm rụng sinh lý lần thứ hai sau cái quá trình sổ nhị xong rồi rụng sinh lý lần thứ nhất. Đối với cây cam thì cái quá trình rụng sinh lý lần thứ hai nó sẽ diễn ra ít hơn, nó không có nhiều như cái lần thứ nhất. Và đồng thời ở thời điểm này khi mà cái trái nó đang rụng sinh lý lần thứ hai thì cái đọt ở trên nó cũng đang ra, như các bạn có thể quan sát thấy đây, cái đọt thì nó cũng đã nhú rồi. Đối với cái cây của mình mà khi nó nhú đọt được như vậy thì cái quá trình nuôi trái nó sẽ diễn ra được tốt. Tuy nhiên mà nó đang trong cái thời điểm rụng sinh lý lần thứ hai thì cái quá trình nhú đọt nó diễn ra thì đôi khi nó cũng có ảnh hưởng tới cái trái một phần. Tuy nhiên mà không sao ha, nếu như chúng ta cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và canxi bo này kia, cái lá nó xanh dày thì nó sẽ không có gây ra tình trạng là gớt trái đâu. Thì khi mà nó rụng sinh lý lần đầu tiên xong lần thứ hai này, cái trái nó cũng đã lớn rồi, nó lớn như trên màn hình chúng ta có thể quan sát thấy đây nè. Đó, cái trái nó đã lớn như thế này thì cái quá trình đi đọt thì nó cũng không có ảnh hưởng lớn tới cái quá trình đậu trái. Khi trái ở thời điểm nó lớn như vậy nè, đây là cũng là cái thời điểm mà nhện đỏ nó đã bắt đầu đánh trên lá hoặc là đánh trên trái non rồi. Cây lá nó lụa như vậy đó thì cái trái của mình nó cũng còn non đó, cho nên là có nhện đỏ nó đánh này. Cho nên ở thời điểm này là chúng ta có thể là tiến hành là phun ngừa nhện đỏ, nhưng mà các bạn nên phun những cái dòng thuốc nó mát thôi, đừng có những phun những cái loại đặc trị. Thí dụ chúng ta có thể là phun 3.6 để ngừa trước thôi, tại vì cái trái nó còn nhỏ, nếu như chúng ta phun đặc trị thì đôi khi nó sẽ nóng, nó gây ra cái tình trạng là rụng trái. Cho nên là để tránh rủi ro thì chúng ta nên phun 3.6 hoặc những cái dòng thuốc trị nhện mà nó không có nóng quá để ngừa trước thôi. Mà khi cái trái nó đậu ổn, thí dụ đối với cái trái này khoảng 2 tuần nữa thì chúng ta có thể phun những cái thuốc đặc trị được rồi. Lúc đó cái trái mình nó đã bự rồi, cho nên là chúng ta phun nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều, nó không có gây nóng nhiều, vừa nó ảnh hưởng tới quá trình đậu nữa. Tốt nhất là ở thời điểm này chúng ta có thể là kèm nhện đỏ để giúp bảo vệ cho cái lá của cái cây ra bông nè, và đồng thời là những cái trái non này nó sẽ ít bị nhện đỏ tấn công. Đối với cái trái này thì chưa có tiến hành là đi dinh dưỡng, nếu đi dinh dưỡng thì nó sẽ lớn rất là nhanh các bạn. Đang đậu tương đối là ổn, những cái trái này nó xanh trái. Lá xanh mà trái cũng xanh đó, thì có quá trình đậu nó sẽ diễn ra được tốt. Đối với thời điểm này thì cái vấn đề nước tưới là chúng ta sẽ tiến hành là giữ ẩm liên tục luôn. Giữ ẩm thôi chứ không có tưới quá nhiều nước hoặc là không có quá dư nước các bạn. Ví dụ nước nhiều chúng ta phải bơm ra. Đối với cái vườn này thì nhà vườn đang tiến hành bơm nước ra, do xung quanh là còn ruộng cho nên là người ta xả nước vô nó bị xì ra đó, cho nên là chúng ta phải bơm ra giữ cố định. Còn cái vấn đề mà cỏ, thí dụ ở thời điểm này thì cỏ nó đã lên nhiều rồi, tuy nhiên mà chúng ta đừng có nên phun thuốc cỏ ở thời điểm này, nó sẽ gây ảnh hưởng lớn tới cái quá trình đậu trái. Khi chúng ta phun thuốc cỏ thì nó sẽ thấm xuống rễ và đồng thời là trời nắng thì nó có thể hực lên trái non. Thì đang trong thời điểm này là trong cái thời điểm mà rụng sinh lý, nếu những cái điều kiện bất lợi nó tác động nó sẽ gây ra rụng rất là mạnh. Cho nên là nếu muốn phun thì chúng ta đợi như nào mà trái nó đậu xong đi, khoảng cỡ ngón tay cái đó, thì chúng ta tiến hành là phun thoải mái, không vấn đề gì hết. Ví dụ trái như vậy nè, các bạn có thể tiến hành là phun thuốc cỏ bình thường để quản lý cỏ. Còn ở thời điểm như vậy, trái nó còn nhỏ nhỏ thì chúng ta đừng có nên tiến hành phun. Trái nó còn nhỏ, nó đang trong cái thiệm đậu á, nó bị ảnh hưởng bởi nhiều cái yếu tố, cho nên là phun lỡ gặp cái điều kiện bất lợi nó rớt hết thì mất công lắm. Còn ở thời điểm này thì các bạn vẫn có thể là tiến hành là phun canxi bo định kỳ để giúp cho cái quá trình này nó đậu được tốt. Tại vì canxi bo là hai cái chất cần thiết cho cái quá trình đậu trái, nó liên kết giữa cái cuống và cái trái, cho nên là ở thời điểm này cái cây nó rất là cần vào những nguyên tố đó, là nó khó di động, cho nên là chúng ta cần phải cung cấp liên tục để cho cái trái nó đậu im. Nãy giờ như các bạn có thể quan sát thấy nè, cái cơi ra đọt á,
cái cơi ra bông đó, nó ngắn chứ nó không có dài nè, nó ngắn phù hợp nè, những cái cơi nó ngắn ngắn như vậy thì cái quá trình đậu nó diễn ra rất là tốt. Đây nó ngắn ngắn nha, nó đậu rất là ổn. Còn như nếu như mà chúng ta kích mạnh đó, nó ra dài đó, cái quá trình đậu nó sẽ rất là khó hết các bạn. Đôi khi nó kích thích nhiều quá nó sẽ gây rụng rất là nhiều, cho nên là đối với cái quy trình của mình thì mình chỉ kích nó ra có độ dày phù hợp thôi. À, những cái chùm này chúng ta cũng có thể thấy nè, nó chỉ ở một cái độ dài phù hợp thôi, không quá dài. Quá dài thì nó có thể gây ra tình trạng rụng, rất là dư những cái kích thích, nó rất là nhiều. Còn đối với cây này thì chúng ta có thể áp dụng cái biện pháp là bồi sình. À, khi mà cái quá trình rụng sinh lý nó diễn ra kết thúc là trái khoảng cỡ ngón tay cái á, trở lên thì chúng ta có thể là tiến hành bồi sình đây. Nhưng mà đối với cái vườn này thì mình sẽ tư vấn cho vườn là áp dụng cái biện pháp là rửa rễ, kích rễ trước để cho cái bộ rễ mình nó ra được khỏe, rồi sau đó chúng ta bồi sình, giữ rễ nó ra rất là mạnh. Là những cái tàn trà nè, các bạn thấy ha, nó không có bị chết. Và cái trái nó đang trong tình trạng là lớn. Trái này thì tương đối đều cây. Trái nó đều giữa các nhánh á, tức nữa nó sẽ ra cái năng sức. Rồi, đó là một số chia sẻ ngắn để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật vườn, thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.